dựng nhõng luôn rồi các bạn thấy không. Mình chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Buổi sáng này bữa nay mùng 7 các bạn. Mùng 7 Tết các bạn. Hôm qua thì mình về tiếp tục video. Tại vì rất là dài luôn các bạn. Hôm nay mình lại đây quay tiếp tục cảnh đội trục vớt mình xe đét qua các bạn để lật cái xà lan nữa các bạn. Xà lan này nghe nói lại là hai mấy mét các bạn ơi. Nặng 30 tấn các bạn. Chở xe cuốc với 4 cái cục thách màu gạo, lúa màu gạo các bạn. Ước tính thiệt hại khoảng vài trăm triệu các bạn. Vài trăm triệu là tính chi phí thôi nha các bạn. Nếu mà cái mấy cục thách màu gạo đó thì nếu mà nó hư hay không hư gì còn tính chi phí thêm nữa các bạn. Chi phí trục vớt rồi chi phí sửa xe này cuốc này kia các bạn. Sửa máy móc thì cũng vài trăm triệu chứ không ít các bạn. Chưa tính chi phí là bốn cái cục tách màu gạo đó các bạn. Cách đây chìm thì mình cũng xin nói lại thì chìm ngày 29 Tết các bạn. Mấy anh tài xế di chuyển về tới cầu Ba Lan thì của xã Thanh Hưng các bạn, huyện Nhân Viên. Thì bỗng nhiên vô nước hay gì chạy nhanh đó các bạn. Nghe nói chạy nhanh vô nước hay gì nó sàn rồi lật luôn các bạn. Luôn cái xe cuốc Hitachi AX200 đó các bạn. Dữ bơ chở theo 4 cái cục tách màu gạo. Đêm nghe mấy chú ở đó vòng nhà gần đó nói thì chìm khoảng 4-5 giờ sáng các bạn. 4-5 giờ sáng 29 Tết là sáng là 30 Tết đó các bạn. Rồi tới trục vớt hổng gài các bạn. Cũng 3 bữa rồi, bữa 4 tới giờ. Chạy cuốc lên rồi chỉ còn cái xà lan thôi. Hôm qua dòng về tới đây khoảng cái cây các bạn, cây số á. Từ cầu Ba Lan lại cầu Chiến Sĩ khoảng cả cây các bạn. Bây giờ buổi sáng này bên đội trục vớt sẽ tiến hành lật cái xà lan lại, tìm cách lật xà lan lại các bạn. Thì cũng là rất là khó các bạn. Tại vì nó úp xuống lật lại cũng hơi khó à. Để mình xuống dưới quay cho các bạn xem nha. Máy xe cuốc đang trực hờ để hỗ trợ tiếp bạn. Con 09 Komatsu. Bên kia con 05. Đây con 03 đó các bạn. Con 09 đề máy. Hiện giờ cũng còn mấy cái phao đó các bạn. Nó khoảng 3-4 cái gì dưới các bạn. Rồi tiến hành cẩu một bên lên hay gì các bạn ơi. Rồi, phao nổi lên đây kìa. Quá trình lật lại là cũng gian nan lắm các bạn, không phải dễ ăn đâu nha. Tại vì cái xác phà xà lan này nó khoảng anh chủ xà lan anh nói khoảng 30 tấn. Mà xà lan này xà lan chở xe cuốc này kia các bạn, chứ không phải là xà lan mà chở loại chở cát này kia ha. Xà lan loại như là cái ghe vậy đó các bạn. Cái xà lan chở xe cuốc chìm ống trên kia cách đây cái cây số dòng xuống đây á, kẹ xuống đây hôm qua đầu tiến hành một nhóm các bạn bơm cái mấy cái phao một bên nào có bên các bạn, một bên một dắt rồi cho nó phình lên một bên, còn bên tiến hành mình lấy cái tiếp rồi. Xe cuốc này cũng đang chịu tiếp nè.
Hôm nay anh đang đưa cái phao đó xuống các bạn, cái phao đó. Tiến hành đưa cái cảo chữ A lại là móc vô các bạn. Bên bàn kia thì anh điều khiển. Đó, bên đây anh này thì anh thật cái gì đó các bạn. Anh nó mà hiểm nha. Anh này thì đi cái cảo. Tiến là tiến hành là cẩu lên các bạn, rồi xe trong này, xe này hợp với chìm đấy các bạn, cửa ok hết trơn, bây giờ là hỗ trợ tiếp luôn các bạn, trong bờ kéo vô.
hai chiếc phao đằng kia các bạn, hai chiếc phao đằng đầu. Xong rồi bạn, bây giờ lôi vô chắc thành bơm. Xe nó ra các bạn, rồi để cho mấy bên đội xích vớt chuẩn bị đưa ống đồ xuống đâm vô cái xà lan để bơm các bạn. Bơm đang làm cái nắp đủ loại dụng cụ hết trơn các bạn, đang cắt cái nắp để chế đưa cái ống vô con hầm để bơm các bạn. Bây giờ xà lan thì đang nằm ở dưới này nè các bạn, nằm ngập hết trơn rồi ha, lại rồi đó các bạn. Chắc hai ống bơm quá, hai máy làm đây, hai máy đó. Đưa ống xuống các bạn, chuẩn bị gáp vô để bơm nha các bạn. Chỉ phá rồi thôi. Này bơm là tóc thành. Dấu dấu cái này ghé mà thôi. Lặn xuống đi, gáp vô bon hầm các bạn. Yeah.
làm mệt rồi uống gì nổi luôn á. Tối ngày luôn. Nghe không? Cả dây này em ơi, cả dây không? Cả dây này tới không? Nhiều lắm mà. Yeah.
máy các bạn. Xe 09 này chịu tiếp cái lái đó bạn, móc cái lái vô nâng tiếp lên nha bạn, cho nó nghiêng về cái độ nghiêng các bạn. Đây bơm một hơi rồi có thể nổi lên không, nếu mà không nổi thì có thể là đưa kéo xe cuốc vô bờ các bạn, xe cuốc lên bờ kéo vô đây các bạn. Lên nữa các bạn, mấy anh đội trục vớt nói rằng lên.
cái cuốc này ra neo cái phà này lại bạn. Vài xếp sẵn rồi nè. Có cậu mới xếp sẵn rồi kìa. Ở dưới cái bồn máy kìa. Sao vô nổi?
Ê, cái này kéo cái thế nào, cột lại đâu đó đây, cái lấy nhân cốt này nè, kéo nó vô luôn à. Thì vô bỏ cao cho lần cột ra. Ê, đừng bòi tới không ăn. Có chịu đi, cho nó chịu đi. Góc đó là nó cạn queo luôn đó. Kéo cái lái gì góc đó là im luôn đó. Xe cuốc nó phải có người lôi là ăn cái này ngon quá.
kéo vô đó các bạn. Rồi giờ tới đẳng chút nữa rồi mày. Lên. Kéo lại xíu đẳng chút lên luôn rồi. Chậu veo à.
bằng luôn rồi đó, dở luôn chút lên luôn rồi. Đường không chính dở nữa cho lên rồi. Xe cút là chịu vô đây các bạn, nên thẳng bên này. Từ từ cho nước nó ra bớt.
Rồi lên nữa các bạn. Xin nó kìa, ghê học sinh luôn các bạn. Bốm sành luôn. Ôi nó bể từ lưa hết trơn. Đến đây rồi mình xin kết thúc video nha các bạn. Mỏng rồi ha ba. Này chỉ còn bơm nước nữa là xong rồi các bạn, đang bơm nữa. Rồi. Video đến đây để kết thúc nha các bạn. Hẹn các bạn những video tiếp theo mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ thời gian qua nha.